Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì với thuốc Thái Sơn giới thiệu một sản phẩm xoay tàu xe gói thích hợp ngay cả cho trẻ từ 1 tuổi trở lên cũng như là người lớn. Và sản phẩm xoay tàu xe gói này thì bao gồm các thành phần như là bạch quả, cam thảo, đinh lăng, nhân sâm, lự đỏ, bọc hà, cúc la mã và các táo dược khác. Có công dụng đó là hỗ trợ làm giảm triệu chứng lượm giọng, buồn nôn và đau đầu, choáng váng sau bị say tàu xe, say tàu hỏa, say máy bay cũng như là say tàu thủy. Về cách sử dụng là đối với trẻ em trên 1 tuổi thì mỗi lần chúng ta sẽ cho uống từ 15 đến 30 ml trước khi lên xe 30 phút và sau khi ăn. Đối với người lớn thì chúng ta sẽ cho uống từ 30 đến 60 ml trước khi lên xe 30 phút và sau khi ăn. Quý vị và các bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp tại quầy thuốc Thái Dương cũng như là để lại tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận thì quầy thuốc sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến tay cho bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.